Thưa quý vị, trước tình hình thiên tai cực đoan ngày một phức tạp, công tác phòng chống thiên tai trở thành một nhiệm vụ cấp thiết đối với mọi tỉnh, thành phố ở nước ta. Là địa phương ven biển miền Trung, khu vực dễ bị ảnh hưởng nhất, Đà Nẵng đã và đang từng bước nâng cao năng lực ứng phó và phòng ngừa thiên tai trong tình hình mới. Phóng sự được thực hiện nhân ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai ngày 13 tháng 10. Có thể thấy những năm gần đây, Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung liên tiếp đón nhận nhiều đợt thiên tai rất khắc nghiệt. Đặc biệt, thời điểm bước vào mùa mưa bão ngày một sớm hơn, bắt đầu vào khoảng cuối tháng 9, đi kèm với các siêu bão xuất hiện như bão Molave, Vamco hay bão Noru mới đây. Đáng mừng là dù tần số siêu bão mới xuất hiện dồn dập trong 2 năm trở lại đây, tuy nhiên nhờ làm tốt công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả, thiệt hại do thiên tai tại Đà Nẵng đã được giảm thiểu đi rất nhiều. Nỗ lực này phải kể đến sự đóng góp rất lớn của lực lượng phòng chống thiên tai dưới cơ sở, sự đồng kết của quân và dân trong triển khai các giải pháp ứng phó ban đầu. Mưa bão đổ vào Đà Nẵng thì chính quyền, cấp ủy chi bộ và chính quyền các ban ngành đoàn thể xuống hỗ trợ cho dân thì dân hết sức phấn khởi. Cho đến sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố trước mọi tình huống xảy ra với ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Tất cả các cái địa điểm mà chúng ta định đưa dân đến là chúng ta phải thông báo để cho các cái lực lượng như là công an, quân đội, rồi biên phòng, công chí nắm được và sở chỉ huy nắm được để khi mà có cái tình huống xảy ra là có cái việc ứng cứu kịp thời. Với các giải pháp tích hợp đang triển khai về dự báo cảnh báo thiên tai, cũng như các kịch bản ứng phó thiên tai theo từng cấp độ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những địa phương có năng lực phòng ngừa thiên tai đạt nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vì vẫn nằm trong vùng đỏ miền Trung, nên không vì thế mà chúng ta được chủ quan, lơ là. Hiện thì như các bạn biết là miền Trung thì mưa lũ không có quy luật và thường thì rất là cực đoan, thì không thể chủ quan và các phương án thì đều phải có cái đề phòng những cái tình huống xấu nhất để có cái sẵn sàng ứng phó. Từ bài học kinh nghiệm những năm qua, việc bám sát các kịch bản ứng phó với thiên tai và triển khai sớm các giải pháp ngay từ cơ sở được xem là chìa khóa để các địa phương miền Trung, tương tự Đà Nẵng, tiếp tục giảm nhẹ rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra. Đây cũng là chỉ đạo mà Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh với các địa phương sau cơn bão số 4 vừa qua. Là xây dựng các cái kịch bản, phương án phù hợp với tình hình. Và khi xảy ra là cứ thế chúng ta vận hành thôi. Theo các cái phương án, kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, theo cái tinh thần là 4 tại chỗ. Theo đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn trong thiên tai đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp ổn định dân cư vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn thành phố, xây dựng nhà ở hoặc nhà cộng đồng tránh bão, ngập lụt theo kịch bản tương ứng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chuyên dùng, cơ sở dữ liệu trong phòng chống thiên tai để phục vụ nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai.